Xin chào quý anh chị khách hàng, em tên là Nguyễn Trung Kiên, trưởng phòng kỹ thuật của công ty Đông Phương Hà Nội chi nhánh phía Nam. Hôm nay em xin được giới thiệu đến quý anh chị bài chỉnh sửa và làm đường giao cắt 2D cho máy CNC. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào phần mềm Google Chrome. Truy cập vào trang web mẫufree.vn. Sau đó chúng ta kéo trang web xuống dưới cùng. Kích chọn vào mẫu cắt laser plasma. Chúng ta sẽ kéo trang web xuống dưới. Kích chọn vào cái biểu tượng trang cuối cùng. Hai mũi tên. Chúng ta sẽ kích chọn vào ô số 32. Sau đó chúng ta kích chọn mẫu MF6357. Sau đó chúng ta kéo xuống và kích chọn vào ô, bấm vào đây để tải mẫu về máy tính. Chúng ta lại kích tiếp vào cái dấu mũi tên ở phía bên tay phải màn hình, tải mẫu xuống. Chúng ta kích chọn vào cái mã số của cái mẫu, hiện lên một cái bảng. Chúng ta sẽ kích chuột hai lần vào cái file có cái đuôi là .cdr. Đuôi này là đuôi dành cho cái phần mềm Corel. Thì trước khi anh chị thao tác với những cái mẫu 2D này, chúng ta nên cài đặt cái phần mềm Corel vào trong máy tính của chúng ta. Kích chuột trái hai cái để mở mẫu lên. Sau khi mở mẫu lên trong phần mềm Corel thì chúng ta sẽ xuất mẫu dưới cái dạng đuôi là EPS. Chúng ta bấm vào file, chọn export. Ô file name chúng ta sẽ đặt tên mẫu. Ô C và S type chúng ta sẽ kích chọn cái đuôi là .EPS. Kích chọn vào export. Kích cover, bấm OK. Sau đó chúng ta sẽ ra ngoài màn hình chính và chúng ta sẽ kích chọn vào phần mềm GDP 5.21. Kích hai cái để mở lên. Chúng ta bấm vào file, import 2D drawing. Trong cái ô file uptime chúng ta sẽ chọn EPS. Chúng ta kéo xuống, chọn vào cái mã số của cái mẫu mà chúng ta mới tải về, đó là mẫu 6357. Bấm OK. Kích chuột trái vào vị trí bất kỳ để đưa mẫu ra. Chúng ta sẽ kiểm tra cái mẫu 2D của chúng ta, những cái đường vector màu đỏ này nó có bị lỗi hay không. Cái đường vector mà chúng ta có thể cắt được làm đường giao cắt 2D thì nó phải đảm bảo là những cái đường giao này là những đường vector kín, không bị hở, không có liên kết với nhau. Ở đây thì chúng ta sẽ có ba cái đường vector liên kết với nhau. Chúng ta sẽ tiến hành cắt nó ra. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ đường thẳng để cắt những cái đường thừa đó. Kích chọn vào lệnh đường thẳng, vẽ đường thẳng. Kích chọn vào lệnh kẻ thẳng. Vẽ những cái đường thẳng lớn lên.
hướng lên như thế này. Chúng ta vẽ như thế này để làm gì? Để khi mà chúng ta cắt cái khoảng cách ở đây, nó sẽ bằng với lại cái khoảng cách của cái xương của đồng tiền. Rồi, ở đây chúng ta sẽ dùng lệnh cắt những đường vector giao nhau. Edit, trim. Kích chọn vào tất cả những đường vector mà nó giao với nhau. Bấm chuột phải ra ngoài màn hình đen. Kích chuột trái vào cái đường mà chúng ta muốn cắt đi. Kích chuột trái đến khi nào nó hết thì thôi nhé. Quét chọn những đường mới vẽ, bấm delete để xóa đi. Sau khi chúng ta cắt thì cái đường vector của chúng ta nó bị hở ra như thế này, thì chúng ta phải nối liền lại. Chúng ta sẽ kích bỏ cái lệnh kẻ thẳng đi, kích chọn lệnh vẽ đường thẳng và vẽ những cái đoạn thẳng nhỏ ở đây. Tương tự bên này, sau khi vẽ cái đường thẳng ra rồi thì chúng ta phải nối nó lại để cho cái đường vector của chúng ta là nó sẽ liền lại thành một khối. Chúng ta dùng lệnh nối là lệnh edit join, kích chọn vào từng cái đường thẳng một, từng cái đường vector mà chúng ta muốn nối. Xong sau đó chúng ta sẽ phải kiểm tra xem là trong những cái đường vector đỏ này có cái đường nào là đường trùng hay không. Chúng ta quét hết đường vector thì thấy nó đều hiển thị ra cái màu vàng và có chấm đỏ. Như thế này là không có vector trùng rồi. Giả dụ trong trường hợp có vector trùng khi mà chúng ta quét chọn, chúng ta sẽ thấy ngay rằng cái vector trùng đấy nó sẽ có cái màu khác với lại cái những cái đường vector khác. Chúng ta chỉ cần tiến hành kích chọn vào cái đường vector và bấm cái phím delete trên bàn phím để xóa đường vector đi. Sau đó chúng ta quét chọn để kiểm tra lại một lần nữa. Thì ok rồi, chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Bước 2 là chúng ta sẽ chỉnh sửa kích thước của mẫu bằng với kích thước của tấm ván của chúng ta. Ví dụ chúng ta có một tấm ván vuông 1m220. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cái hình chữ nhật ra. Sau đó chúng ta sẽ chỉnh sửa kích thước hình chữ nhật này theo cái tấm ván. Chúng ta sử dụng lệnh chỉnh sửa kích thước hình 2D transform scale ALT4. OX bằng OY, chúng ta sẽ điền 1m220. Bấm OK. Sau đó chúng ta sẽ chỉnh sửa kích thước của mẫu sao cho nó phù hợp với kích thước của cái tấm ván của mình. Ở đây thì để cho cái hoa văn nó đẹp nhất thì chúng ta sẽ chỉnh sửa kích thước của cái mẫu với chiều rộng bằng với lại chiều rộng của cái tấm gỗ mà chúng ta muốn cắt. Còn cái chiều dài thì chúng ta sẽ để cho nó tự giãn ra theo tỷ lệ. Chúng ta sử dụng cái lệnh chỉnh sửa kích thước 2D transform scale ALT4. ALT4 ở đây là tổ hợp phím tắt. Để cho nó tự giãn theo tỷ lệ thì chúng ta sẽ tích vào ô same proportion là chỉ chỉnh sửa kích thước ở ô X design 1220. Bấm OK. Sau khi chỉnh sửa kích thước xong, chúng ta sẽ đưa cái mẫu của mình vào trong cái tấm gỗ. Đây, đây là mẫu, đây là tấm gỗ. Quét chọn mẫu, sử dụng lệnh Y align, M align, kích chọn vào cái cạnh của miếng gỗ. Đây chúng ta sẽ chọn là bottom. Bấm OK.
những cái phần dư so với miếng gỗ thì chúng ta sẽ tiến hành cắt bỏ. Ở đây thì chúng ta sẽ lấy ngay từ cái điểm dao, mẫu ngay theo cái đường này đây, để cái mẫu cái hoa văn của chúng ta nó được nguyên vẹn. Đầu tiên chúng ta sẽ kẻ một cái đường thẳng để phân tách trước. Cái chọn đường thẳng, kích vào lệnh kẻ thẳng, vẽ một đường vector. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển, chúng ta di chuyển cái đường thẳng này ra ngoài, di chuyển làm sao cho nó cân xứng nhất. Đây, bấm cái phím mũi tên trên bàn phím để di chuyển qua. Sau đó chúng ta sẽ dùng lệnh cắt những đường vector giao nhau để chúng ta cắt bỏ những phần không mong muốn đi. Chúng ta vào Edit, chọn Trim, kích chọn đường thẳng, kích chọn những chi tiết mình muốn cắt. Này, những đường giao nhau đây, bấm chuột phải ra ngoài khoảng đen màn hình một cái. Chúng ta sẽ kích xóa bỏ những chi tiết mình không mong muốn, bấm chuột phải một cái. Rồi phần bên trên chúng ta sẽ quét chọn và chúng ta xóa, quét chọn, bấm phím Delete. Đường thẳng này đã dùng xong rồi thì chúng ta xóa đi luôn, những chi tiết thừa cũng xóa đi luôn. Và bây giờ thì cái hoa văn của mình nó hơi bị nhô ra một chút thì chúng ta sẽ kéo cho nó trở lại như bình thường. Nhưng cái hoa văn của chúng ta nó sẽ cách lề khoảng cách bao nhiêu đó. Bây giờ chúng ta phải đo. Chúng ta bấm vào lệnh đo khoảng cách, bấm vào lệnh kẻ thẳng. Lệnh kẻ thẳng khi mà nó chọn thì nó sẽ có vết hằn lên như thế này. Chúng ta sẽ chọn vào lệnh bắt điểm, lệnh close ở bên dưới. Chúng ta sẽ đo 24. Ok, chúng ta sẽ kẻ một cái đường thẳng trùng với cái viền bên trên của gỗ. Sau đó chúng ta ở trong cái Onodit, chúng ta sẽ nhập cái khoảng cách 24 vào. Xong sau đó chúng ta kích chọn cái đường thẳng, kích chọn cái dấu mũi tên đi xuống trên bàn phím. Ok, vậy là cái đường thẳng của mình nó sẽ đi xuống cách cái viền ngoài cùng của gỗ là bằng 24 ly. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quét chọn hết hoa văn này. Quét chọn hết cái hoa văn này. Chúng ta phải quét cho nó khéo, quét chọn cái hoa văn bên trong thôi nhé. Rồi, chúng ta nhấn giữ chuột trái vào cái ô vuông ở bên trên cùng này. Chúng ta kéo làm sao cho nó vừa khít với lại cái đường thẳng mà chúng ta vừa mới kẻ lúc nãy đó. Rồi, ok. Đây là viền trên, viền dưới bằng nhau rồi. Hoa văn đã đẹp rồi. Chúng ta sẽ xóa cái đường viền ở bên trên đi. Và bây giờ ở bên trên nó có ba cái vector hở như thế này. Chúng ta tiến hành nối các vector hở lại. Chúng ta kích chọn vào lệnh vẽ đường thẳng, bỏ chọn lệnh kẻ thẳng. Rồi chúng ta sẽ nối. Sau khi nối xong thì chúng ta phải làm liền nó lại. Đây nó đang là hai cái đường riêng biệt, chúng ta sẽ cho nó liền thành một. Chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh edit join, lệnh làm liền vector ấy. Cái chuột trái vào, bao giờ nó hiển thị lên cái màu rằn ri như vậy là được, có chấm chấm là nó đã báo cho mình là chúng ta đã nối thành công rồi đấy. Bước 3 là bước làm đường giao cắt. Thì ở đây thì chúng ta có những cái chi tiết hoa văn ở bên trong, chúng ta sẽ phải làm đường giao cắt trước để nó cắt, nó bỏ những cái chi tiết thừa bên trong đi. Đối với những đường vector bên trong này thì chúng ta sẽ làm đường giao cắt theo kiểu là
bỏ bên trong để lấy cái đường xương bên ngoài. Thì để cái đường giao cắt mà nó đẹp nhất thì cái chiều của các cái vector hoa văn ở bên trong này phải chạy theo chiều cùng chiều kim đồng hồ, tức là từ bên trái qua bên phải. Chúng ta sẽ chỉnh chiều của các vector này, quét chọn hết tất cả hoa văn, tức là transform, chọn adjust direction. Và chúng ta xem chiều mũi tên này, trái qua phải là được. Những cái nào chưa từ trái qua phải thì chúng ta phải đổi lại nhé. Đây, kích chọn vào cái đường vector xong rồi bấm phím A trên bàn phím. Chỉnh cho đến khi nào hết thì thôi. Rồi sau khi chỉnh xong thì chúng ta bấm chuột phải thoát lại. Chúng ta tiến hành làm đường giao cho những hoa văn ở bên trong. Chúng ta vào lệnh toolpath. Tôi bắt Visa dòng đầu tiên, kích chọn vào cao tua. Thì ở đây hoa văn bên trong như thế này thì chúng ta sẽ chọn lệnh inner offset, tức là cắt bỏ phần bên trong đi, cắt bỏ phần bên trong của vector đi. Inner offset, cắt bỏ phần bên trong của vector. Cut depth là độ sâu cắt, độ sâu cắt đây thì nó phải lớn hơn độ dày của miếng ván thì cái chi tiết của mình cắt nó mới bị đứt ra. Ví dụ chúng ta có một tấm ván MDF dày 18 ly thì chúng ta phải để 18.5 hoặc là 19. Đây tôi sẽ để 19. Tấm nét, chúng ta chọn cái con dao để cắt. Đây tôi sẽ chọn dao phá thô 6. Bấm nét. Side down step là độ sâu một lần cắt xuống. Đối với những cái tấm gỗ cứng thì nó sẽ phải đường dao nó sẽ cắt theo thành từng lớp một. Đây tôi sẽ cho mỗi lần cắt xuống một phân đối với cái gỗ MDF. Gỗ này là loại gỗ mềm, gỗ ván công nghiệp. Cắt một lần xuống một phân là 10 ly. Ram angle là góc xuống dao, mặc định để bằng 0. Nếu chúng ta không để bằng 0 thì đường dao nó sẽ bị lỗi ngay. Bấm nét, bấm finish. Đây, đường dao cắt trong của chúng ta nó sẽ có hình dạng như thế này. Cắt bên trong đường vector, cắt bên trong đường vector. Rồi, ví dụ như là chúng ta có cái tấm ván mà nó to hơn kích thước ván tiêu chuẩn thì chúng ta phải cắt rời nó ra. Thì chúng ta sẽ làm cái đường dao cho, chúng ta sẽ phải làm đường dao cho cái viền bên ngoài để nó cắt đứt ra. Ta cũng vào lệnh toolpath, chọn toolpath visa, cũng chọn vào cào tua. Ở đây chúng ta sẽ kích chọn là outer offset, tức là cắt ngoài lấy cái phần bên trong. Đường dao cắt của chúng ta sẽ đi bên ngoài đường vector để chúng ta lấy cái sản phẩm ở bên trong của nó. Cut depth thì chúng ta cũng để tương tự là 19 luôn. Bấm nét, chọn cùng loại dao là dao phá thô 6.
bấm nét. Side down step một lần cho ăn xuống một phân là 10 ly. Ok. Ram angle góc xuống dao luôn luôn để bằng 0. Bấm nét. Infinite. Sau đó chúng ta sẽ xuất đường dao ra ngoài màn hình. Chúng ta sẽ có thể kiểm tra lại cái đường dao cắt nhé, để xem nó có đúng hay không. Thì chúng ta sẽ vào cái display mode, cái ô display mode, cách chọn dòng thứ tư từ trên xuống. Rồi chúng ta sẽ có thể kiểm tra bằng cách bấm chuột phải, chọn isometric, phải màn hình đen này, chọn isometric mất con mắt này. Đấy, chúng ta sẽ thấy rõ những cái đường nó cắt và các cái lớp cắt của nó. Đây, cắt hai lớp này, là lớp cắt ngoài, là lớp cắt trong. Chúng ta kiểm tra thấy đường dao cắt ok, chúng ta sẽ xuất đường dao ra ngoài màn hình. Chúng ta lấy cái đường dao đó đem đi cắt, đem đi vào máy CNC và thao tác những cái lệnh còn lại. Mình bấm chuột phải, chọn Topic ID để trở về ban đầu. Rồi. Bước 4 là bước xuất lưu đường dao ra ngoài màn hình. Chúng ta bấm vào Toolpad, chọn bỏ Toolpad. Chúng ta cũng đặt tên file như bình thường. Chúng ta đặt tên file là cắt 2D. Đồng tiền. Kích thước là 1220 nhân 1220 nhân 19. Tâm chúng ta sẽ chọn góc trái cho dễ căn. Bấm save để lưu đường. Bấm vào lệnh pick 2D point. Chúng ta chọn góc. Chúng ta sẽ phóng to cái góc trái của nó lên và chọn cái đường vector ở bên trong cùng, ngay cái góc trái này, click lên, bấm OK, bấm OK thêm một cái nữa là xong. Sau đó chúng ta ra ngoài màn hình. Ở đây chúng ta sẽ có được cái đường dao cắt 2D đồng tiền đây. Thì đối với những anh chị nào dùng máy một đầu, thông thường sẽ dùng cái phần mềm NC Studio của cái bộ điều khiển card V5, thì chúng ta sẽ tiến hành đổi đuôi. Chúng ta kích vào lệnh NC Converter. Tại cái phần mềm NC Converter này nó sẽ đi theo cái phần mềm GDP luôn nhé. Kỹ thuật sẽ cài cho các anh chị khi mà họ đến chuyển giao. Kích chuột trái hai cái để mở phần mềm lên. Discrete Arc, chúng ta sẽ tích dấu tích vào cái ba cái ô X, Y, Z. Bấm một cái dòng chữ ngoằn ngoèo ở phía bên dưới. Phần header, phần header này chúng ta sẽ xóa hết đi, bấm delete xóa. Trong mục input chọn browser. Login này, chúng ta sẽ chọn là tìm kiếm ở ngay desktop. Chúng ta kéo xuống. Chúng ta kích vào cái file mà chúng ta mới tạo đó, cắt 2D đồng tiền này. Và chúng ta sẽ bấm vào cái clay, những cái clay conversion để cho nó đổi đuôi. Và chúng ta sẽ tắt hết phần mềm này đi. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ chống nhấc dao để tối ưu hóa cái thời gian chạy máy. Chúng ta sẽ kích vào phần mềm giải pháp V1.exe. Chúng ta hai cái mở lên. Trong cái mục fix NC file này, chúng ta sẽ bấm vào import NC file. Sau đó chúng ta chọn đến desktop là cái nơi lưu cái file của mình ấy. Chúng ta chọn vào cái file cắt 2D đồng tiền mà chúng ta mới làm lúc nãy. Sau đó chúng ta bấm finish. Tự động nó sẽ chấm dứt giao cho chúng ta. Ok. Đây, cuối cùng chúng ta sẽ được kết quả là file cắt 2D đồng tiền .nc. Thì bài học hôm nay đến đây là hết rồi.
Kính chúc anh chị khách hàng một ngày làm việc thật là hiệu quả và năng suất. Hẹn gặp lại các anh chị vào buổi học tới.